dọc tuyến đường này là đa số bánh kẹo nè, bánh mứt nè. Hò trường xanh nè, chuối nè. Hò này đơm cũng bàn thờ cũng tươi rất là lâu. Chú khỉ dễ thương quá. Bưởi này cái da sao nó hơi vàng vàng, 30.000 một ký. Mỗi năm là cái khu vực chỗ này là bán dưa hấu rất là nhiều, trái cây hoa, quầy ăn uống, đồ thờ cúng, lư nhang, lư tách. Cái dãy bên này là tập trung đa số là quần áo giày dép ha. Chào quý vị khán giả đã đến video tiếp theo trên kênh Khám Phá Bình Dương. Buổi sáng ngày hôm nay nhằm ngày 29 âm lịch. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho quý khán giả cái phong cảnh chợ Tết Phan Thiết diễn ra như thế nào nha. Bây giờ kính mời quý khán giả cùng đi theo trong mình để vào bên trong cái khu chợ này. Xin chia sẻ và giới thiệu đến quý khán giả, đây là khu vực bên hông chợ lớn. Đây là tuyến đường Nguyễn Huệ. Ban ngày thì chỉ có những bà con nào cần thiết lắm mới đi chợ, cho nên cái khung cảnh thì khá là vắng. Còn ban đêm thì đông hơn, đêm nhộn nhịp hơn là do những người ta đi chợ kết hợp với đa số những khách tham quan, những bạn trẻ đi tham quan chợ Tết tập trung đi rất là đông, rất là nhiều. Ban ngày thì những ai cần thiết, bà con là cần thiết lắm mới đi chợ. Tuyến đường này tập trung các gian hàng bánh kẹo, mứt. Dọc tuyến đường này là đa số bánh kẹo nè, bánh mứt nè. Còn với ngày giao thừa thì bà con đi chợ mua bông hoa trái cây về để cúng tất niên, rước con bà về ăn Tết. Bên này là cái gian hàng bán liễn, đồ trang trí, cây cảnh, nhà cửa nè. Bên này tập trung các gian hàng quần áo, trái cây. Mình thấy có một anh đang cắt dưa hấu.
quầy trái cây ở bên hông. Phía trước mặt mình là cái những cái gian hàng mà gọi là gian hàng chợ quê. Đây là tập trung các bà con buôn bán chủ yếu là những cái cây hoa trường xanh. Cam, bưởi, xoài. Hoa trường xanh nè, chuối nè. Bữa này tập trung bán hoa trường xanh nên nhiều. Từ đây đến cuối con đường này khoảng 100 mét nữa, gần tới ngay cái đầu cầu là chủ yếu bán hoa trường xanh với chuối, trái cây đồng cúng bàn thờ các loại. Năm nào cũng vậy là cái tuyến đường này là tập trung nhiều gian hàng tiểu thương mà con bán những cái hoa này. Hoa này đơm cũng bàn thờ cũng tươi rất là lâu, chủ yếu là hoa trường xanh. Nhiều lắm mọi người. Chú khỉ dễ thương quá. Trái này trái gì lạ quá ha. Trái mày này chắc ở vùng khác chứ ở Bình Thuận chắc không có. Ba chục ngàn một ký. Ban ngày chủ yếu ai cần thiết là ta mới đi mua đồ để đồn cúng tóc niên. Anh chở hoa ly. Gian hàng trái cây này mình thấy còn nhiều nè. Đây là khu vực trung tâm chuyên bán các mặt hàng bông và trái cây.
Còn bên tay trái là đi vô trong bên trong chợ chợ lớn. Trái cây hoa khu vực này chủ yếu là cái gian hàng quần áo. Để vào đây cho quý khán giả xem cái các gian hàng bán hoa quả. Hôm nay các gian hàng hoa quả tập trung ở đây khá là ít ha. Đây là gian hàng mắt kính, quầy ăn uống, các loại củ kiệu, đồ khô nè. Bên đây thì đồ thờ cúng, lư nhang, ly tách, giày dép, quần áo. Cái dãy bên này là tập trung đa số là quần áo giày dép ha. Chương trình khuyến mại đặc biệt giảm giá sốc cơ bản giá đất. Quần tây nam 2 cái trên người, quần cho nam 2 cái trên người. Bên này là gian hàng quần áo, giỏ sách. Không bao con mấy chị ơi. 4, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3, 8, 5, 8, 3,